Chào các bạn nha, chào các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay một kính con Samsung S20 FE nha các bạn. Trên tay mình đang cầm là con S20 FE nha các bạn. Đây các bạn, con này khách xài bị vỡ kính chỗ này nha các bạn. Màn hiển thị thì ok, không bị ảnh hưởng gì nha các bạn. Con này chỉ cần thay một kính thôi nha. Mình giới thiệu một kính mới bên mình nha các bạn. Đây là một kính mới bên mình nha các bạn. Đây là một kính zin luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt kính ra nha. Con này mình sẽ làm nguyên cây nha các bạn. Giờ mình sẽ đặt cái máy lên để bằng nhiệt để mình tiến hành mình cắt kính nha. Đây các bạn, mình vệ sinh keo sạch sẽ nha các bạn. Bây giờ mình mở máy lên để mình test lại màn hình nha các bạn. Ok nha các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình ép cái mặt kính vô luôn nha. Các bạn, mình đã đặt kính vô để mình ép nha bạn. Giờ mình sẽ bỏ cho máy ép mình ép nha. Các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ cho máy ép để mình ép nha các bạn. Okay.
Đấy, đã dập xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình xem nha các bạn. Các bạn dập xong là hầu như là hết bọt, sạch bọt nha các bạn. Trên đây còn chút xíu bọt này các bạn. Đây, dưới đây nó cũng còn chút xíu bọt li ti các bạn. Hầu như là đẹp hết luôn. Cái này mình để một hồi nữa là tự rút bọt luôn, khỏi hấp luôn nha các bạn. Mình sẽ đặt lên bàn nhiệt cho nó nóng, cho nó tự rút bọt luôn nha các bạn, khỏi mình khỏi cần hấp. Chèo đây nó rút bọt luôn nha các bạn. Đây trên đây nó cũng rút luôn rồi. Đó, vậy là ok luôn nha các bạn, mình khỏi cần hấp luôn nha các bạn. Ăn 2 tiếng. Đây mình sẽ test lại cho các bạn xem nè. Màn hình hiển thị ok nha các bạn. Do nó bị liệt cảm ứng thì em cứ nhận lại trước đi, rồi chức năng em test em báo sau nha. Bây giờ em chưa test được. Đó, vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn cái quá trình thay một kính con S20 FE bên mình nha các bạn. Đó, các bạn nào xem các bạn thấy hay các bạn hãy like và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Đây, sau khi một kính mình ép xong nó đẹp hoàn hảo luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Rồi mình tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những video sau nha các bạn.